Còn bây giờ là thông tin về thời tiết. Đầu năm mới Quý Mão, nhiều chuyến biển của bà con đã trúng đậm. Không biết là thời tiết biển những ngày tới có gì đáng lưu ý không, chị Hằng My? Dạ vâng, chào chị Phương Nguyên và quý vị khán giả. Dự báo ở vùng biển Bình Thuận, Cà Mau thì vẫn sẽ có sóng to gió lớn. Còn ở từ vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, gió sẽ yếu hơn. Nhờ vậy mà mấy ngày nay, ở cảng Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, nhộn nhịp tàu thuyền chở theo hàng chục tấn cá thu, cá ngừ, tôm và mực cập cảng. Đây chính là lộc biển của ngư dân đánh bắt xuyên Tết trên biển, mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân. Và rất là nhiều ngư dân đang ăn Tết xong cũng chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu để có thể ra khơi đánh bắt. Dự báo ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, từ 2 đến 3 ngày tới, gió sẽ ở khoảng là cấp 4, cấp 5. Đây vẫn là mức an toàn cho tàu thuyền có thể hoạt động. Chỉ lưu ý là trời có lúc có mưa sẽ làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Trong khi đó, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra phía tây của huyện đảo Trường Sa, 1 đến 2 ngày tới, gió đông bắc vẫn mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động. Trời có mưa rào, vừa làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km, vừa tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy. Còn trên đất liền, khu vực đồng bằng sông Cửu Long dự báo sẽ có mưa trái mùa từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 2. Mưa tập trung về chiều. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 29 đến 31 độ. Những ngày khác, trời vẫn sẽ nắng ráo, nhiệt độ nhỉnh hơn với mức nhiệt từ 30 đến 33 độ.